Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo nghiên cứu do Fed công bố, khoảng 3/4 thương mại châu Á, ngay cả trong khu vực, được giao dịch bằng đồng đô la Mỹ. Khoảng trên dưới 60% tiền tiết kiệm ở châu Á bao gồm dự trữ của các ngân hàng trung ương, tài sản của quỹ đầu tư và tài sản tư nhân được cho là giữ bằng đồng đô la Mỹ. Các khoản vay cũng thường được tính bằng đô la. Do sự liên kết chặt chẽ đó, những thay đổi về giá trị của đồng đô la Mỹ hoặc lãi suất tính theo đồng đô la Mỹ có thể nói sẽ quyết định mức độ giàu nghèo của các nước châu Á. Báo Diễn đàn có bài viết. Phải chăng vì thế châu Á vẫn tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ dù không hề đơn giản? Suốt 3 năm qua, đồng USD liên tục tăng giá. Với các nước châu Á, điều này làm tăng áp lực lạm phát và khiến dòng vốn chảy ra khỏi nhiều nền kinh tế. Chính vì lẽ đó, ngày càng nhiều nhà lãnh đạo trong khu vực đang tìm cách giảm sự phụ thuộc của đất nước họ vào đồng bạc xanh, hay nói cách khác là cai nghiện đô la Mỹ. Mới đây, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nói, Malaysia có tăng trưởng tốt, tỷ lệ thất nghiệp thấp, lạm phát thấp và các khoản đầu tư đang đổ vào. Vậy tại sao đồng ringgit lại giảm giá? Ông nói thẳng, lý do là Fed. Do những thay đổi về giá trị của đồng đô hoặc lãi suất tính theo đồng đô sẽ ảnh hưởng đến tài sản và nợ của châu Á. Theo ông Satyajit Das, cựu nhân viên ngân hàng là tác giả của hai cuốn sách kinh tế, nhiều quốc gia đang nhận thấy sự cần thiết phải giảm bớt lệ thuộc vào USD. Tuy nhiên, quá trình phi đô la hóa khó có thể tiến xa trong thời gian tới. Cũng theo ông Das, điều này có thể được giải thích một phần bởi cái mà các nhà kinh tế gọi là bộ ba bất khả thi Mundell-Fleming. Mô hình này cho rằng các quốc gia phải đối mặt với sự lựa chọn giữa ba yếu tố. Duy trì chính sách tiền tệ tự chủ, cho phép dòng vốn tự do di chuyển và có tỷ giá hối đoái cố định. Trong đó, chỉ có hai trong số ba yếu tố có thể đạt được đồng thời. Sự lệ thuộc vào đô la Mỹ của châu Á vẫn là vấn đề đau đầu các nhà kinh tế lẫn làm chính sách. Đó là chưa kể tới một số điều kiện khác như thị trường vốn phát triển và thanh khoản tốt, chất lượng tín dụng cao, cơ chế thanh toán bù trừ, lưu ký và chuyển nhượng phù hợp, quản trị mạnh mẽ, khả năng thực thi pháp lý của các thỏa thuận và sự chấp nhận phổ quát. Xét như vậy, tất cả các đồng tiền tiềm năng nhất đe dọa vị thế của USD như nhân dân tệ hay UR đều không đáp ứng được các tiêu chuẩn. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định không nên buộc châu Á phải đưa ra lựa chọn giữa hai cường quốc toàn cầu. Để duy trì quyền tự do hành động của khu vực, việc giảm sử dụng đồng đô la trong thương mại và cho tiết kiệm là rất quan trọng. Để thực hiện được điều này sẽ đòi hỏi những thay đổi mang tính thách thức sâu sắc đối với các thỏa thuận chính trị, kinh tế và xã hội hiện có. Nhưng châu Á có rất ít sự lựa chọn. Nếu không tìm ra con đường mới, cơ hội tiến tới một thế kỷ châu Á sẽ không còn. Việc giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la sẽ đòi hỏi phải xem xét lại nền kinh tế cơ bản của châu Á, một chuyên gia nêu ý kiến. Tiêu dùng trong nước sẽ cần phải thúc đẩy tăng trưởng và sự phụ thuộc vào xuất khẩu cần phải giảm. Ngoài ra, tiết kiệm quốc gia cũng sẽ cần phải giảm. Để đạt được điều này, có thể cần phải mở rộng mạng lưới phúc lợi vì thói quen tiết kiệm của người châu Á, một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và chăm sóc người già. Sự phụ thuộc vào chi phí lao động thấp, lợi thế cạnh tranh chính của các quốc gia châu Á sẽ cần phải giảm đi. Tình trạng mất cân bằng thương mại cần được giải quyết bằng cách cho phép điều chỉnh giá trị tiền tệ. Vì các dòng vốn và thương mại có thể không được cân bằng hoàn hảo giữa các quốc gia, nên cần phải phát triển song song các thị trường vốn trong nước và xuyên biên giới bằng các loại tiền tệ châu Á có thể bơm vốn cho các dòng thương mại và đầu tư. Điều này sẽ đòi hỏi phải giảm bớt rào cản đối với quy định sở hữu nước ngoài. Các bước thiết yếu khác hướng tới một mô hình kinh tế mới sẽ bao gồm củng cố các thể chế tài chính và cơ sở hạ tầng thị trường, cũng như cải thiện các quy định và quản trị. Washington sẽ ít có khả năng sử dụng đồng đô la để gây áp lực kinh tế khi cuộc chiến giành quyền thống trị toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng. Việc giảm sự phụ thuộc vào USD sẽ đòi hỏi phải xem xét lại nền kinh tế cơ bản của châu Á. Hướng đi bền vững nhất là phải giảm xuất nhập khẩu với Mỹ. Khó khăn trong phi đô la hóa của châu Á bắt nguồn từ mô hình phát triển dựa vào tiết kiệm nhiều, xuất khẩu cao và đồng tiền bị định giá thấp. Thặng dư thương mại có được từ thị trường Hoa Kỳ lại được các quốc gia châu Á đầu tư vào tài sản của Mỹ. Bởi vậy, các nước châu Á sẽ phải tìm cách thúc đẩy tiêu dùng trong nước làm động lực tăng trưởng. Điều đó cũng đồng nghĩa phải giảm mức tiết kiệm của quốc gia.
Tính tiết kiệm của người châu Á một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và chăm sóc người già. Do đó, các chính phủ nên ưu tiên cải thiện các mặt này, ông Dutt chỉ ra. Các bước thiết yếu khác hướng tới một mô hình kinh tế mới sẽ bao gồm củng cố các thể chế tài chính và cơ sở hạ tầng thị trường, cũng như cải thiện các quy định và quản trị. Một khả năng trong tương lai có thể là một đồng tiền chung châu Á, giống như đồng euro. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nợ châu Âu đã bộc lộ những sai sót cố hữu của phương án này. Các quốc gia châu Á với nền kinh tế và văn hóa rất khác nhau, khó có thể chấp nhận sự hội nhập chính trị và tài chính cần thiết để củng cố một khối thống nhất. Một lựa chọn khác được Thủ tướng Anqua và những người khác ủng hộ là quy định thương mại xuyên biên giới bằng nội tệ, nhưng điều này rất khó thực hiện. Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu mỗi bên sẽ ưa chuộng đồng tiền của mình, dẫn đến bất đồng. Ấn Độ nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu giao dịch được tính bằng đồng rupee, điều này sẽ khiến Trung Quốc có lượng tiền dư thừa của Ấn Độ mà nước này sẽ phải tìm cách giải quyết. Ngoài ra, nếu thương mại được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ, Ấn Độ sẽ phải bù đắp cho khoản thâm hụt phát sinh. Sự phụ thuộc vào đồng đô la của châu Á là sản phẩm phụ của một mô hình kinh tế cụ thể và mất cân đối đi kèm mà nó mang lại. Kể từ khi bãi bỏ chế độ bản vị vàng vào năm 1973, chỉ có Mỹ mới có khả năng hoạt động như một đồng tiền dự trữ toàn cầu. Mô hình phát triển châu Á dựa vào tiết kiệm nhiều, xuất khẩu cao và đồng tiền bị định giá thấp, người châu Á đã cho phép Mỹ đóng vai trò là người tiêu dùng cuối cùng, đồng thời tận dụng tiếp thặng dư thương mại của họ bằng cách đầu tư vào tài sản của Mỹ, từ đó tiếp tục thúc đẩy chi tiêu của Mỹ một cách hiệu quả. Một số người gọi đây là mô hình Chamerica. Để phi đô la hóa, một khả năng trong tương lai là xây dựng một đồng tiền chung châu Á, giống như đồng euro. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra cuộc khủng hoảng nợ châu Âu đã bộc lộ những sai sót cố hữu của phương án này. Điều đó có thể tồi tệ hơn ở châu Á, nơi các quốc gia có nền kinh tế và văn hóa rất khác nhau. Thậm chí, việc chấp nhận sự hội nhập chính trị và tài chính cần thiết cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Bình luận về việc quy định thương mại xuyên biên giới bằng nội tệ như Trung Quốc đang làm, nhiều chuyên gia cho rằng điều này cũng rất khó thực hiện sâu rộng. Các nhà xuất khẩu và nhập khẩu mỗi bên sẽ ưa chuộng đồng tiền của mình và dẫn đến căng thẳng. Quyền tiếp cận vào các khoản đầu tư và tài trợ bằng các loại tiền tệ khác sẽ bị cản trở hoặc gia tăng chi phí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.